Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp, cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng, phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé. Hôm nay em mới về một chiếc, đây em xin phép các bác phải gọi nó là một siêu phẩm trong tầm giá. Hiện tại có 102 tại Việt Nam mình. Chiếc xe như thế này này, hiện tại là có 102, em chưa thấy có chiếc thứ hai. Và em cũng nói rõ luôn, hãng này không có bán ở thị trường Việt Nam và cũng không có bán ở thị trường châu Á. Chỉ có duy nhất bán ở thị trường châu Âu và tại nước Mỹ nhá, tại bên Mỹ đang bán chiếc xe này với giá 2000 đô. 2000 đô quy đổi ra tiền Việt Nam mình nó phải rơi vào cỡ gần 50 triệu chiếc xe này. Cực kỳ đắt và chiếc xe này thì em cũng khẳng định với các bác nó rất là chất lượng trong tầm giá. Giá lướt mà em bán ở trên kênh của em cũng như trên cái video này em sẽ nói ở cuối video. Và đầu tiên em sẽ nói rõ tên xe cũng như thương hiệu của hãng này. Tên xe là Kepo. Đấy, Kepo này. K E S P O R đấy, Kepo tiếng Anh có thể em đọc chưa được chuẩn, các bác thông cảm nhé. Đây, in thẳng trên xe Kepo bản của nó đây ạ, bản của nó ở ở trên xe đây. À, tiếng Anh thì em không thể đọc, em đọc chữ cái đó nhé. S T O R K này, đấy, đó là F E A T H. Đó, đây là tiếng Anh, đây các bác thông cảm nhé. Em chỉ muốn làm sao truyền tải chuẩn cho các bác, một phần trăm đây là thương hiệu của Mỹ. Đó, thương hiệu của Mỹ kể cả là vành bánh Mayer cũng là thương hiệu của Mỹ của hãng sản xuất luôn. Đó. Và chiếc xe này thì chắc chắn rồi, thương hiệu của Mỹ nhưng em cũng nói rõ nhá, buôn bán nó phải thực tế, người thật việc thật, có sao thì phải nói vậy các bác ạ. À. Thương hiệu của Mỹ nhưng sản xuất tại Đài Loan. Đó, sản xuất tại Đài Loan. Em sẽ nói rõ bởi vì sao chiếc xe này nó chất lượng mà nó chỉ bán ở thị trường châu Âu nhá. Để tí nữa vào cái video em sẽ nói rõ và em xin phép em đi vào chi tiết cấu hình đồ phụ tùng của chiếc xe này. Tại sao nó có 102 ở Việt Nam. Đây. Đầu tiên là xe được trang bị bộ group nhá. Đó, tay lắc đề này. Shimano 105 giờ 7000. Đó, giờ 7000 nó cao hơn cả 5800. Đó. Lip 11, đĩ 2, đây ạ, à, các bác nhìn nó mới hay không nhá, nó còn chất hay không? Thì các bác nhìn từ dây quấn này, dây quấn zin nhá, zin theo xe. Đó, và cái lắp chụp cao su zin luôn của Shimano này, chữ Shimano nó dập chìm luôn ở trên cái lắp chụp cao su theo bộ group này luôn. Đó, hàng Japan hết nhá, sản xuất tại Nhật hết, Japan. Tay lái này, tay lái và pot tăng, pot tăng này. Chính hãng nhá, tất cả là zin theo cái bộ của xe này bằng nhôm. Bằng nhôm nhưng xin thưa với các bác rằng cái chất lượng cũng cũng như tiêu chuẩn của nó thì nó quá là ok tại sao nó bán ở thị trường châu âu cái đầu vào tiêu chuẩn của nó chất lượng của nó rất chi là nghiêm ngặt đó đây là uh, hãng này mã của nó là amog nhé tiếng anh thì em cứ đọc x quan này Rồi đằng sau là x quan này tất cả nhé vũ tăng nhôm này tay lá nhôm nhưng mà nó độ bền cũng như độ nhẹ nó không khác gì cả con đâu ạ đây ạ tiếp đến là xe được trang uh, bên uh, tay lắc bên trái đây đó đây là cái casu simalo này để các bác nhìn cho em nhá, zin hết này, đó và tay lắc đề đấy, ạ. bên trái đấy, ạ. phanh và tay lắc liền nhau luôn đây, một nẻ năm, giờ 7.000 hàng Japan nhé, hàng Japan chuẩn luôn và phanh zin theo xe nhé, phanh zin theo xe, theo xe này luôn, đó là hàng cao cấp và hàng trung bình thì nó phân biệt ở cái điểm này, nó là phanh ba mảnh, đây là phanh ba mảnh, hàng gọi là trung bình thì nó chỉ là phanh hai mảnh thôi, nhưng đây là phanh về ba mảnh, hàng zin nhá hàng zin theo xe, đây là cái dáng phanh này giống y như cái cái dáng của cái hãng Campalolo của y ấy, giống luôn y luôn nhưng mà phanh dùng rất là chất các bác nhìn từ cái cái má phanh của nó này, nó chắc nó to nó khỏe này cơ, đó đây ạ à, hãng xe đây biểu tượng đây hình đây là hình dạng như ở một cái con vật ở uh, gọi là cái biểu tượng của hãng và tiếp đến đây xe được trang bị nguyên bản theo xe là càng nhá cái càng trước bằng carbon này các bác nhìn cái chất sơn của nó này chất sơn ngón tay em chỉ này các bác nhìn chất sơn nó đẹp không nó còn rất là mới luôn bằng carbon nhá đó carbon búng nghe biết ngay này đó nghe là biết người nào xanh phát là em chỉ đúng này các bác biết này đó và tiếp đến điều rất là quan trọng trên một chiếc xe đạp thể thao kể cả là dòng mtb hay là dòng xe rốt xe tay cong này đó là ở cái may ơ và cái vành nhá đây là bánh bộ bánh bộ cùng một hãng đây ạ p pila này p pila này đó ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay hệ thống may ơ. À, và đùi đĩa tất cả chạy bạc đạn hết nhá tăm lăn hoa zin này tăm dẹt nhá xé gió này tăm dẹt này và vành cũng vậy này đây các bác nhìn cho em này vành cũng cổ pila luôn này vành của pila nhá là bánh bộ mà vành với cả mayer là bánh bộ và trên chiếc xe này cũng zin theo chiếc xe này là được trang bị cặp lốp continental grand grand uh, grand sport này đó grand sport này nó cao hơn cả ultra sport nhá đó đó là nền đen này cái nền là màu đen này và cái mình của nó là màu vàng Mình của nó màu vàng nhé Đó Đây cái đết lốp này 2023 này Đó Các bác biết nó mới nào Đấy Bản của nó là 700 này 700 x 28 nhé 700 700 này Nhân 28 này Quá đẹp luôn Đây Hàng chính hãng này www.com này Đó Tất cả này Con ty này Con ty tổ.com này Đó Lốp còn mới không các bác nhìn cho em này Bề mặt lốp này những cái rua rua những cái bề mặt ma sát còn nguyên nhá còn nguyên này thậm chí là những cái dâu dâu của cái lốp này ở cái giữa cái cái bề mặt lốp này nó vẫn còn nguyên này các bác nhìn đấy là biết đó con xe này còn rất là chất lượng dây toàn bộ đi âm sườn hết âm sườn nằm trong khung đây các bác nhìn đấy hàng nó hay không này các bác nhìn nhá cái dây này đến từ cái vấu có nghĩa là cái cái chỗ mà để mà chẹn cái chỗ mà dây đi âm sườn này nó là liền với khung nhá liền với khung chứ không phải rời đâu ạ à. đây là biểu tượng này biểu tượng nó dập ở trên hẳn cái cái chỗ mà giữ cái điểm của cái dây chạy dây âm này này đó màu sơn này các bác nhìn màu sơn nó đẹp không em quay rất là cẩn thận luôn đây tất cả nhá dây âm hết này dây đi âm này đó khung nó khung nhôm nhưng mà em thật ghi nhận một điều rằng khung nhôm nó nhẹ cũng không khác gì carbon đâu cuối video em sẽ nói rõ và trên xe này từ bên kia về là gọng nước nhá trên xe luôn gọng nước trên xe của l e, e đây này đó gọng nước này rất là chất này ở dưới cái thân xương này của nó là cái thân đỡ này này cái giá đỡ này là màu đen này còn trên này đó là màu màu màu, màu khác luôn này nó là theo cái xe này từ bên kia về các bác nhá cái giá để nước này nó bằng nhựa nhưng cái chất liệu của nó cái độ bền và 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 cái độ đàn hồi của nó quá tuyệt vời em phải ghi nhận luôn đó phải ghi nhận vào đây các bác nhìn đây em nói nó phải có sách mách nó có trứng các bác ạ à, các bác nhìn cho em nhé The Zain USA đây đây các bác nhìn cho em này The Zain USA cờ Mỹ nhá in dập in thẳng trực tiếp trên khung luôn chứ không có phải là dán giết gì cả nhá in từ hãng luôn đó The Zain là có nghĩa là thiết kế tại Mỹ xe này được thiết kế tại Mỹ và đây nữa đây nữa này các bác này cái dòng tiếng Anh này thì em À, trên cái video này em không đọc được, các bác thông cảm. Nhưng em quay để thể hiện nó rõ để cho các bác biết này. Cái dòng chữ tiếng Anh này em cũng đã lên hẳn trang Google dịch và đã dịch ra. Đó là xe này đã đã thiết kế nhá, ở dưới này đã thiết kế tại Mỹ và đã được uh, kiểm định, kiểm định nhá. Đây kiểm định này, cũng như là thiết kế. Đây, USA, USA đây các bác nhìn cho em rõ này. Đây, USA này dập thẳng trên trên xe nhá đây dập thẳng trên xe luôn này đó đã được kiểm định tại thị trường mỹ thì các bác biết hàng nó quá là đẳng cấp em khẳng định các bác đây lần đầu tiên em bán một chiếc xe mà nó là nó là thương hiệu của thằng mỹ mà lại thiết kế cũng như kiểm định tại thị trường mỹ luôn thì các bác biết rồi đó không có sai một chữ nào luôn in trực tiếp hết trên xe đây ạ à, đùi đĩa đây simalo một trăm bảy mươi bảy japan các bác nhìn cho em này. FC bảy 7000 Japan 170, 170 là có nghĩa là chiều dài của cái đùi đĩa này. Và bàn đạp trên chiếc xe này, lõng là, là bàn đạp của hãng đây này. F, uh, F e, Min. Này. Đó, em đọc tiếng Anh thì cái mã của nó là FP980 ZUL bằng nhôm nhá, nhôm nguyên này, nhôm liền nguyên khối hết này. Đó, từ theo cái xe này từ bên kia về luôn. Đó, rất là ok, khung nhôm của con này nó em phải ghi nhận nó quá là nhẹ em đã cân lên rồi cuối video em sẽ nói luôn nhá đây ạ càng kiếp của nó này màu nó cũng đẹp cơ cái chất sơn của nó cũng đẹp cơ đó phanh sau với phanh trước nhá y nhau luôn đây ạ mày máy ơ sau cũng vậy luôn này đó cũng là này pepila này đó ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay tất cả bánh chạy bạc đạn hết nhá vòng bi bạc đạn hết này đó tam dẹt này năm hoa dẹt này vành sau cũng vậy này pepila này đó và lốp sau cũng này Continental Grand Sport này Grand Sport này 700 x 28 Quá tuyệt vời Đây Các bác nhìn cho em Cái bề mặt lốp sau Nó còn mới như thế này cơ mà Đấy Và cọc yên con này này Machile này Machile 11 này Bằng nhôm nhá Nhưng cọc yên của nó là Hàng chính hãng luôn này Đó Đây Các bác nào mà mua chiếc xe này Thì em cũng Đây Đây là tặng nhá Tặng một cái đèn xịt này Đèn xịt này Đây là đèn xịt sạc Các bác đi ngày đi đêm Nó có rất nhiều chế độ kể cả có chế độ auto à, chế độ à, tự động có nghĩa là các bác đang đi trên đường à, các bác gạt sang cái lớp bên auto ấy tự động ấy thì à, các bác đạp trong quá trình các bác đạp, à, đạp hoặc là chạm vào xe ấy thì đèn nó sẽ nháy đó còn các bác dừng một chỗ để các bác nghỉ đèn nó tự tắt đó, chỉ có động vào xe và đạp thì nó mới tự, tự 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 sáng đèn này không phải rẻ đâu khá là ok luôn đi ngày đi đêm tuyệt vời mà pin nó tuổi thọ pin của nó dùng rất bền luôn Tiếp đến, xe được trang bị nguyên bản là củ đề Shimano 105 R7000 Japan Lip 11, các bác nhìn cho em này Cái mắt uh, lip Ở cái tầng cao nhất nhé Và kéo xuống đến tầng 1 Để từ tầng 1, tầng 11 Tất cả các mắt lip vuông thành sắc cạnh luôn Đó, và xích con xe này Là xích KMC 11 nhé KMC hàng rất là ngon luôn Đây ạ, à, gạt đĩa cũng 105 R7000 Japan Đây, bên này, 105 đây Đấy, thông số đĩa đây các bác này. Shimano 105 11S. Đĩa to, đĩa lớn là 50, đĩa thứ hai là 34. Quá là phù hợp với cái size của con xe này. Và em sẽ cho các bác thưởng thức tiếng cối lổ và độ trớn của cặp vành này. Quá là chất lượng, cực kỳ chất lượng các bác ạ. Tiếng cối lổ của cặp vành này nhá, khẳng định với các bác trên thị trường không có một tiếng cối lổ của một một, một cái hãng nào giống được Giống được cái tiếng cối lổ của vành này Nghe nó rất là hay luôn Mà cực kỳ trớn Rồi các bác nhìn này Các bác nghe nhá Cũng như là nhìn Cái vành này nó quay Tiếng cối lổ Nghe nó rất là sướng Đã tài cực kỳ luôn Vâng Video nó có hạn Em chỉ giữ được một lúc để cho các bác nghe Cũng như là nhìn Ngắm là cái vành này nó quay Em xin phép bóc phanh nhá chờ nó dừng khá là lâu các bác nhìn xanh giờ bảy nhìn em bóp này một ngón đứng khự luôn cực kỳ là bền và an toàn luôn đây tổng thành cả xe đây các bác này phải ghi nhận em bán rất là nhiều xe các bác nào mà lên kênh của em biết em phải bán đến 400 chiếc rồi 400 cái video thì các bác biết cũng phải là 400 chiếc xe rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên em bán được một chiếc xe The in USA Thiết kế tại Mỹ mà in thẳng cờ Mỹ ở trên khung xe. Tiếp đến nữa là in thẳng chữ từ nhà máy luôn là được kiểm định nhé. Được kiểm định. Đó, được kiểm định và thiết kế tại Mỹ luôn. Đó, đây là chiếc duy nhất. Em khẳng định luôn. Và em cũng nói rõ luôn cái thông số cân nhé. Em đã cân chiếc xe này rồi. Nào các bác nhìn thấy xem một chiếc xe khung nhôm, càng carbon. Cọc yên cũng nhôm và tay lái pô tăng là nhôm, vành cũng nhôm. Mà cả xe em lắp cả bê đan Cả đèn cả giá để nước Cả xe lặng Có 8,7 kg Chưa đến 9 cân Chưa đến 9 kg thì các bác biết rồi Và em nói rõ sai luôn Và sai chiếc xe này quá là đẹp Cực kỳ khó để mà nói tìm được những chiếc xe Ở thị trường châu Âu ấy Bán ở thị trường châu Âu mà những cái sai nó đẹp Nó nhỏ như này nó phù hợp với chiều cao của người dân Việt Nam mình Trung bình người dân Việt Nam mình Cực kỳ hiếm Thực tế em đã lấy thước đo Ngang chiếc xe này có 48 thôi Đó Ngang 48 Đứng 46 Chiếc xe này là phù hợp cho người cao Nói chung là các bác 1m 758 Đổ lên Cho đến 1m70 đổ lại nhé Đi là phù hợp nhất Đó Và em xin công bố Rõ giá trên video này Giá mới các bác cứ đánh lên trên mạng Lên trên web Tìm biết ngay mới đang bán nhá hãng vẫn đang bán chiếc này là 2.000 đô quy đổi ra tiền Việt mình nó rơi vào 40 mấy gần 50 triệu các bác thừa biết em không nói sai nhá em nói sai em tặng các bác chiếc xe là em không bán đâu ạ đó và giá hiện tại em bán ở trên kênh của em là chiếc xe này với giá là 16 triệu 500 nghìn em bao ship toàn quốc rẻ không bằng một lửa mua mới thật sự không thể bằng một lửa của một lửa ấy. 16 triệu 500 nghìn các bác chơi được một chiếc xe đúng chất chất đúng chất Mỹ luôn mà đồ ở trên xe thì quá tuyệt vời đó Vâng em xin phép kết thúc video ở đây em cảm ơn các bác anh các chị đã xem video của em ai quý mến em đăng ký Kênh ủng hộ tạo động lực cho em để em nhập những con xe thật là đẹp thật là chất lượng để về phục vụ toàn thể mọi người và trước khi kết thúc video em cũng nói rõ xe bên em 100% là xe nhập lướt đã qua sử dụng không tránh được về vấn đề cũ hoặc xuất sắc theo thời gian Ví dụ như chiếc này cũng là xe lướt Nhưng thật sự độ mới phải nó tổng thành nhá Phải là trầm trên 99 95 Đây các bác nhìn cho em này Đó, từ cái tay lắc, từ đỉnh chụp, từ cái ca su dây cuốn Nói chung là rất là mới Xuất theo kiểu nó quá nhỏ, không đáng kể, không đáng phải nhắc đến đâu Nhưng mà em cứ cẩn thận, em phải quay kỹ để cho các bác biết càng kia khung của nó Đó, vành bánh vẫn là bình thường đó chuyện ok luôn không có cái gì cả vẫn đẹp lắm các bác ạ à, khung sườn này khung sườn đâu này đây? đây đây duy nhất một cái vết nhỏ nhỏ cực kỳ luôn đó còn đây các bác nhìn cho em yên nhiếc nhá đẹp nhá tất cả luôn này đó và đủ củ đề này đó là mới không đẹp không càng này càng sau càng trước này bên trái bên phải của khung xe này đây, các bác nhìn cho em này, nó đẹp như này cơ, cực kỳ đẹp, đó, các bác ấy, nói thật với các bác ấy, các bác mà mua được một cái xe hàng Mỹ xịn ấy, hàng Mỹ xịn nhá, phải nói là xịn ấy, nó rất là khó, cực kỳ luôn, em khẳng định với các bác luôn, vâng, em xin phép em chào mọi người ạ.